Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo giải say cà phê cực kỳ hiệu quả luôn. Và mình đã test nó thực tế. Nó có kết quả sau 15 đến 20 phút. Rất là hay. Nếu như sau khi uống cà phê mà các bạn thấy bị nhức đầu, chóng mặt, tức bụng hoặc là khó chịu trong bụng hoặc mệt mỏi, thì điều đó chứng tỏ là bạn đã bị say cà phê nha. Thì khi mà say cà phê, nếu như các bạn lên mạng bạn tìm cách giải say cà phê ấy, thì sẽ được chia sẻ 5-6 bước để giải say cà phê. Và những bước đó mình đã test theo rồi, không thấy hiệu quả. Cho nên mình đã tìm ra một cái cách khác rất hiệu quả luôn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn nha. Thì trước tiên, để giải say cà phê, các bạn sẽ cần lấy khoảng 3-4 trái chuối thế này các bạn. Ở đây là mình dùng chuối sứ nha. Và chuối là chuối chín. Các bạn có thể dùng 3-5 trái các bạn ăn. Và sau khi ăn xong, nếu được thì các bạn có thể ăn cơm, còn nếu không ăn cơm được thì các bạn sẽ dùng một cốc nước lạnh thế này. Đấy, cốc nước ấm cũng được. Các bạn uống hết một cốc thế này thì đảm bảo với các bạn sau 15 đến 20 phút thôi nó sẽ trở lại bình thường. Rất là hay. Và cái này mình đã test thực tế, thấy hiệu quả, chia sẻ với các bạn. Không tin, các bạn có thể đi ra mua một vài ly cà phê mà dạng đậm đặc nhá, nguyên chất á, thì các bạn uống mới say được. Và phải để bụng đói thì uống say, sau đó các bạn cứ test thử, đảm bảo hiệu quả luôn. Rồi, hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn, mong các bạn chia sẻ để mình cùng biết. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.